Rồi, chào các bạn. Hôm nay mình sẽ tiếp tục review một cái kiện ở trên mua Shopee nhá. Một ít linh kiện điện tử xem như nào. Kiện hàng này khá là nhỏ thôi. Đây, mua của ông Samimo. Ông này trước mua khá nhiều. Ông có 3 sản phẩm. Đơn hàng 105.000. Đầu tiên là em đồng hồ. Đồng hồ đo DC, con này đo được cả dòng nhé. Nó đo được điện DC từ 0 đến 100V. Dòng thì nó đo được 10A. Thực sự con này mình mua về sưu tập chứ mình cũng chưa dùng nó nghe. Tại vì mình có đồng hồ đo dòng và đo vôn riêng rồi. Mua con này về cũng sưu tập thôi. 20.000, 21.000. À, thử xem thông số nha. Đây, đây nó có cái mạch của nó đây. Chân vàng thì sẽ là đo dòng. Còn chân đen và chân đỏ này sẽ đo vôn. Đó, đây này, DC 4 đến 30V. À, con này của nó phải có một nguồn cấp đấy nhá. Con này nó phải có một nguồn cấp từ 4 đến 30V để mua cho cái đồng hồ này. Còn đây là pin này, mình đo dòng của pin. Đó, cực dương này sẽ nối. Cực dương này nối như nào nhỉ, chả hiểu. Đây là sẽ hai cực dương nối với nhau nhỉ. Rồi, rồi thông số đi. Con này đo được điện áp, nó phải có nguồn cấp từ 4,5 đến 30V, đo điện từ 0-100V, điện áp độ phân giải tối thiểu là 0,1V, cộng trừ 1%. Đo dòng điện là 10A đo trực tiếp, nhiệt độ từ 10 đến 65 độ C, ok. Khá cẩn thận nhé. Rồi tiếp theo là mình có mua thêm bộ LED, mình ạ, chứ có sử cái con LED gì, LED của Trung Quốc ấy. Con đấy nó dùng cái LED 28x6V anh ạ, mình hết rồi, mình quyết định mua thêm. Nhưng mà cái LED 28x5 mình phát hiện ra nó có hai mã. Một mã chạy điện 6V và một mã là chạy điện 3V nhá. Nên mình mua thử hai mã này. Đây, ví dụ như con này của nó là chạy 6V này, của Lecta này. Thì cái Lecta này nó là bộ đắt, là 50 con, là 17.000 50 con. Còn bộ dưới mà đây là cái bộ 3V này thì nó rẻ hơn, nó 200 con thì nó chỉ có 20.000 phải. 29.000, 29.000 là 200 con. Mình mua luôn 600 con, bộ trên mình mua 100 con. Đây là bộ Lecta này. Cái bộ Lecta này nó cũng có nhiều loại lắm nhá. Có loại 1W, một loại 2W này. Có rất nhiều mã đấy. Đây mình xem là người ta ghi này. Đây là 35282835. Cái loại này là dùng, nó có loại là dùng 3V. Chẳng biết rồi kệ, tí mở tôi sẽ kiểm, tôi đo thử xem nào. Chứ cái này tôi cũng không dành lắm đâu. Mình mua mình thay bóng này LED ấy, thì nó nhiều khi là cái LED này có LED dùng cho cả TV nhá. Cái LED này LED dùng cho TV nó sáng lắm. Đây cái loại 1,5W này này. 2835, 131 lumen này này. Rồi, cái bộ này thì là cô chả hiểu lắm rồi, mình cứ mua, tại vì mình cũng rõ là mình mua hai mã ấy. Rồi, bây giờ sẽ dành ra để kiểm. Rồi, hiện tại là bộ này sẽ có một con đồng hồ và hai mã LED 2835. Túi đặc trưng của mấy ông Trung Quốc. Sau này mình mua nhiều lắm này. Mua khá nhiều đồn như này. Toàn linh kiện này. Trước mình cũng mua LED ở bên này. Đúng rồi, con LED 5730 mình cũng mua ở bên này thì phải. Đây là 6V này. Ôi, đây bộ này là 600 con này. Bộ này là 100 con này, người ta ghi này, 100 con. Đây là 600 con. Ui trời, ai mà ngồi đếm được con này có đủ. Đây là LED này, LED 6V này. Còn LED này là LED 3V nhá. Còn đây là con đồng hồ này. Con đồng hồ này thì nó có là, ui, nó có nhiều rắc kia. À không, rắc phải cắm vào đây. Rắc này rắc nguồn nuôi này. Và rắc này là rắc mình sẽ rạch thử ra xem cái con này nhá. Con này mình không biết dùng đâu anh ạ. Đây, vôn này, ampe này, mảnh sau của nó này, cái chân của nó mình thấy nó hơi sần nhỉ, hơi chảy nhựa thông này. Ê, sao lại hơi chảy nhựa thông này nhỉ? Có khi nào nó sửa không? Đây, thì cái này là cái gì đây? Đây là nó ghi là chữ BI và N5 cái gì ấy. Nó cho mình một cái jack là 3 chân này. Ở đây jack 2 chân. Còn cái jack này là jack 3 chân. Đây chắc là nguồn để cấp cho cái đồng hồ này. Và cái chân này chắc để đo
mát đấy, đo dòng với cả đo ampere này, không biết dùng. Thật sự tôi không biết dùng. Giờ mình sẽ quay clip của con này nhá. Rồi, của mình mua cái led này. Đây là led 2835 6V. Chỗ này là 100 con anh ạ. Làm sao mà đếm được chỗ này đủ 100 con hay không? Mình vừa đếm thì họ giao thừa anh ạ, 102 con. Chắc là khuyến mại cho 2 con. Còn cái này thì đây là chip khác nhá. Con này là con chip 3V này này. Để tí mình sẽ đo thử cho anh em xem nhá. Quên mất cái này là nó là 600 con anh ạ. Chứ 300 con thì mấy người đếm được chứ 600 con này thì đếm được bao giờ xong? Tôi chả đếm được anh ạ. Bây giờ mình sẽ test thử cho anh em xem là độ sáng của con này như thế nào nhá. Rồi. Mình sẽ dùng cái đồng hồ kim này. Chuyển thang nhân 10K nhá. Nó sẽ ra điện áp là 12V. Thì que đen này sẽ là dương 12V này, que này sẽ âm 12V. Mình sẽ test thử một con bất kỳ đi. Đây là led này là led 3V đúng không? Đây là con led 3V này. Mình thấy tôi để riêng ra đây. Con led 3V với con led 6V này thì nó khác nhau mọi người ạ. Cái con 3V này ấy, thì cái nhất của nó là cái chân nằm song song với nhau. Còn cái con led mà 6V này này thì cái chân của nó làm sẽ là so le nhé, cái nhân led của tim led của nó sẽ làm cái tim so le. Không biết mọi người có nhìn được không, nhưng mà cách phân biệt của mình là như vậy. Đây này, mọi người thấy này, cái này của nó là song song nhau này. Còn cái này của nó là so le mọi người nhá, cái tim led ở giữa này. Nó so le. Giờ mình sẽ đo thử cái con này là con 3V này. Giờ nó sẽ sáng như nào nhá. Thường cái cực ngắn này sẽ là cực dương này. Mình cho ra đất đi, để mình cho lên bàn nào. Cho ra đất đã nhìn được. Không sáng này. Không sáng. Lạ ghê ta, không sáng này. Mình kiểm tra lại dây điện nhá. Rồi, đo lại đi. Sáng rồi này. Mọi người thấy không? Cái cực ngắn này sẽ là cực dương này. Thì mình tắt bóng đèn nhá, xem cái độ sáng của nó thế nào. Đấy, và đồng hồ nó cũng nhảy này. Đây, led 3V thì nó khá là sáng. Rồi, mình sẽ lấy thử một con 6V ở đây. Sau khi đã phân biệt được thì mình mới lấy ra nhá, chứ không phân biệt được thì chết. 6V thì nó sẽ là cái con so le nhau. Con 6V này đắt này. 6V này là 17.050 con. Cái con 3V kia thì rẻ. Kia 29.000 là 200 con anh ạ. Con này nó đắt bằng gấp đôi đấy. Mình sẽ đo thử nhá. Sáng thì cũng xem nhau này. Sẽ tắt từ đèn để đo từ hai con này nhé. Xem con 3V, con 6V, mọi người thấy con nào sáng hơn. Nhìn thì nó giống y hệt nhau đấy. Đây là con này là con 6V này. Con này là con 3V này. Con 6V thì mình nhìn thấy tim led này. Đó. Rồi, nói chung là thử ra đèn con thì là sáng rồi. Ok. Rồi, mình có đi tham khảo lại con đồng hồ này rồi. Thì nó cũng đơn giản thôi, có gì. Đây, ba cái dây nhỏ này sẽ là dây dây đỏ đen, là dây mình sẽ mắc vào cái nguồn cấp này. Đó. Còn cái dây vàng này anh em muốn đo điểm nào thì anh em sẽ dí nhá. Còn đây là cái nguồn cấp cho nó thì sẽ nguồn cấp từ 4 đến 20V. Đó. Còn đây là cái dây này sẽ dập vào tải này để đo cái công suất của tải. Đó. Ví dụ các bạn có một cái nguồn đây và cái tải như bóng đèn đây chẳng hạn, quạt. Các bạn muốn đo cái công suất trên cái quạt này thì đầu tiên là các bạn sẽ phải mắc cái nguồn dương. Đây, ví dụ đây là cái nguồn đây thì nó có dương đúng không? Dương này vào đây, đen này vào đây. Còn điểm đo ấy, thì thường là mình sẽ cất vào cái nguồn này. Đó. Và lại trường hợp mà nếu mà nó trên 20V ấy, cái nguồn nó lớn quá, tại con này nó đo 100V, thì mình sẽ phải cất một cái nguồn khác cho nó nhá. Thì các bạn sẽ phải cất một nguồn khác, thì trích ở cái chân ấy ra. Còn đây tải thì các bạn đo vào đây. Đó. Tại bản chất là khi mà ta cất nguồn vào đây rồi, thì cái nguồn nó ở cái nguồn cấp này nó sẽ đi hai cái dây này và nó sẽ đi qua tải đây. Đó, cái này mình sẽ mắc vào tải. Đó. Thì nó sẽ đo cái cường độ điện mà nó truyền qua đồng hồ này, nó đi sang đây thì đồng hồ nó sẽ đo được. Trên con này nó sẽ có con địa trở rơ săn đây để đo dòng đấy. Đó, cách đo. Còn chi tiết mình sẽ làm video thực hiện sau nhá. Hôm nay thì thử được hai con led 2835 loại 6V và cái 600 con 3V. Rồi nữa, cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Ok, xin chào lại trong các video tiếp theo.